nấu cái món củ chiên gà nha cả nhà, quá hấp dẫn. Đây hủ tiếu, đây hủ tiếu cực kỳ ngon. Gà đá nha cả nhà, ngon lắm. Nhìn thấy thấy ngon. Ủa cái này nữa mình không có xé ra không em? Xé ra phải không? Chứ sợ ra cho nó ngon. Tập tành nữa mở quán bán bún hủ tiếu qua mùa dịch em. Nghe nửa con hả? Rồi đã hấp dẫn. Nấu ăn kèm rau gì? Lá còn hả? Không có rau thơm gì hả? Ủa còn ghế luôn hả? Anh có mua mà. Đó hả?